Nướng nhậu chuẩn Nhật mang phong cách izakaya cực chất với giá chỉ chưa tới 300 cành cho anh em Bắc Ninh đây. Shogun ở số 9 Nguyễn Đăng Đạo chắc là cũng nhiều anh em biết rồi đúng không? Nhiều người rủ mình đi rồi mà mãi đến giờ mới có thời gian đi thẩm. May thế nào lại vào đúng cái dịp họ đang có chương trình cứ ăn buffet nướng là được tặng buffet sashimi tươi. Team mê thịt nướng nhất định là phải thẩm đủ các loại thịt ở đây, từ bò đến heo nhập khẩu, ướp sốt ngọt đặc trưng của Nhật, nướng thì vừa chín tới, thịt bò mềm mọng, chấm thêm nước tương tăng hương vị thì nó vào lắm. Set sashimi được tặng đây anh em, tươi giói mà miếng dày ngập miệng ăn không giới hạn mọi người nhé. Anh em mình nhớ đến đây là thẩm qua vài món nóng. Đầu tiên là lườn cá hồi sốt spicy mayo, mềm ngọt của cá, béo ngậy của sốt mayo, ăn cuốn anh em nhé. Tiếp theo là cá hồi sốt teriyaki, bên ngoài phủ lớp sốt vàng óng, vị mặn ngọt ăn dính cực. Ngoài ra còn có cánh gà, khoai lang chiên, mì sốt cùng cá ngừ bào và rất nhiều món nữa. Suất 289.000 thì mình chọn được ăn hơn 40 món. Ngoài thịt nướng còn có đủ các vị lẩu đến tráng miệng thoải mái. Mà ăn đồ Nhật chỉ có 300 cành thì mình thấy quá hời rồi. Đây là ý kiến cá nhân nhé.